Vâng, xin chào các bác, chào mừng các bác đến với Tùng Farm. Thì trong nội dung video ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ với các bác đó là bệnh xoắn khuẩn ở gia súc. Thì với nội dung như thế vậy, thì tôi xin chia video thành các phần như sau. Phần thứ nhất đó là nguyên nhân dẫn đến bệnh xoắn khuẩn ở gia súc. Phần thứ hai đó là dấu hiệu của bệnh xoắn khuẩn là như thế nào. Phần thứ ba đó là cách phòng bệnh xoắn khuẩn ở châu bò. Phần thứ tư đó là điều trị bệnh xoắn khuẩn của châu bò như thế nào. Thì bệnh xoắn khuẩn ở gia súc nói chung và châu bò nói riêng thì được đánh giá là một trong những căn bệnh là gây thiệt hại lớn trong chăn nuôi và nguy hiểm khi và bệnh này có thể gây sang người. Thì Tùng Farm tìm hiểu nguyên nhân và triệu chứng của bệnh xoắn khuẩn ở châu bò để đưa ra cách phòng trị thích hợp. Mời các bác tham khảo. Thì vấn đề thứ nhất đó là nguyên nhân dẫn đến bệnh xoắn khuẩn. Thì bệnh xoắn khuẩn ở châu bò hay còn gọi tên khác là bệnh Lepto thì gây ra bởi xoắn khuẩn Leptospira là nguồn gây bệnh từ những động vật gặm nhấm như chuột đồng, chuột nhà tồn tại trong nhà hoặc ngoài môi trường, và chúng lây lan các mầm bệnh ra các động vật khác như gia súc, vật nuôi trong nhà hoặc là ra ngoài môi trường. Xoắn khuẩn sẽ mang theo thức ăn, thức uống và lây lan chủ yếu là vào vật nhiễm thông qua đường tiêu hóa khi gia súc ăn phải hoặc uống phải các nguồn thức ăn có chứa mầm bệnh. Thì ngoài ra, vi khuẩn có thể lây lan qua các tổn thương ngoài da khi tiếp xúc với các vật chứa mầm bệnh hay qua những vết cắn từ loài gặm nhấm truyền bệnh. Thì con người rất dễ nhiễm bệnh xoắn khuẩn thông qua các tiếp xúc với vật nuôi hoặc các loài động vật gặm nhấm. Vâng, đó là nguyên nhân gây bệnh xoắn khuẩn. Thì chúng ta sẽ đến với mục thứ hai, đó là dấu hiệu của bệnh xoắn khuẩn. Thì về bệnh xoắn khuẩn thì là thời gian ủ bệnh đâu đó khoảng tầm từ 10 đến 20 ngày, và châu mắc bệnh sẽ biểu hiện ở ba thể khác nhau. Thể thứ nhất là thể quá cấp. Thì bệnh phát ra đột ngột và bất ngờ khiến con vật nuôi sốt cao, không nhai lại do giảm hoặc là dừng nhu động dạ cỏ và ruột, gây ra trạng thái mệt mỏi lờ đờ khiến vật nuôi là chỉ thích nằm một chỗ và không muốn ăn uống gì. Bệnh xoắn khuẩn là khiến châu bò bị táo bón khi đi ngoài và ở vùng niêm mạc và có phần da màu sẫm, nước tiểu cũng chuyển sang màu vàng. Ở thể quá cấp là thường xuất hiện ở gia súc mang thai khiến con vật chết sau đâu đó khoảng tầm 3 đến 7 ngày từ khi bắt đầu bệnh. Và thể thứ hai đó là thể cấp tính, và đây là trạng thái là thường gặp nhất ở bê nghé hoặc là bê nghé mắc bệnh. Thì con vật thì sốt từ cao từ 40 đến 41 độ, cơ thể mệt mỏi, ăn ít hoặc bỏ ăn hoàn toàn, biểu hiện đi lại lại. Thì một số trường hợp bê nghé bị táo bón xong sẽ chuyển qua ỉa chảy, và da và niêm mạc có màu vàng sẫm, nước tiểu chuyển sang màu vàng hoặc nâu do chứa huyết sắc tố, thậm chí là cả máu khi đi tiểu tiện. Kiểm tra mí mắt và môi má sẽ thấy những biểu hiện là phùng thủng hoặc xuất hiện ở những vùng có vùng da hoại tử do bỏ ăn và đi ngoài nhiều khiến con trâu bò bò rất nhanh, gầy rất nhanh và lông dựng dựng lên cho thiếu máu nặng. Thì bệnh xoắn khuẩn ở châu bò kéo dài từ 5 đến 10 ngày. Nếu biểu hiện ở thể cấp tính thì tỷ lệ tử vong lên đến 50 đến 70%. Tiếp theo đó là thể mãn tính. Thì mọi lứa tuổi gia súc đều có thể xảy ra ở thể này. Thì vật nuôi có biểu hiện là gầy yếu theo thời gian, lông rụng, thiếu máu, đôi khi là xuất hiện phù thủng ở mặt và yếm ngực, thấy nước tiểu có màu vàng và bị tiêu chảy trong một thời gian dài dài. Và nếu gia súc
có mang thai và mắc bệnh sán khuẩn thì vàng da và rất dễ gây thể thai. Và đó là những cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết bệnh sán khuẩn, gia súc của chúng ta bị bệnh sán khuẩn. Thì chúng ta đến với nội dung thứ ba trong video, đó là cách mà phòng bệnh sán khuẩn châu bò. Thì cách phòng bệnh hiệu quả nhất đó là tiêm phòng vaccine. Tuy nhiên, bà con cần phải tiến hành lấy các mẫu xét nghiệm huyết thanh để xác định chủng loại sán khuẩn gây bệnh, từ đó là chọn ra đúng loại vaccine phù hợp nhất. Thì hiện tại Việt Nam là thường thường là bây giờ là lưu hành 6 loại vaccine phòng bệnh khác nhau và ứng với 6 chủng khuẩn gây bệnh phổ biến nhất. Ngoài ra ngoài phòng bệnh thì là bằng cách tiêm vaccine thì bà con nên theo dõi tình trạng sức khỏe của châu bò và chuẩn đoán bệnh để sớm phát hiện gia súc mắc bệnh, đem cách ly khỏi đàn và có những biện pháp xử lý. Và bà con cần thường xuyên vệ sinh chuồng trại, máng ăn, máng uống và những môi trường xung quanh hàng ngày, như là thu dọn phân, nước tiểu và đồ ăn thừa, tránh làm lây lan mầm bệnh, và tăng cường bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cho châu bò để có sức đề kháng tốt, chống chịu được bệnh tật. Sát khuẩn định kỳ nửa tháng một lần ở chuồng trại và môi trường xung quanh bằng các dung dịch khử trùng mạnh như vimecol. Và đặc biệt lưu ý thường xuyên đặt bẫy thuốc diệt chuột trong thuốc diệt chuột chuột vi sinh và trong khu chăn nuôi để loại chuột những nguyên nhân chính gây ra mầm bệnh sán khuẩn. Và nếu châu bò có các biểu hiện mãn tính của bệnh sán khuẩn thì cần lấy mẫu huyết thanh gửi đi kiểm tra để xác định chính xác và để xử lý triệt để. Vâng, đó là các cách phòng bệnh về sán khuẩn. Thì tiếp theo là Tùng Pham xin giới thiệu các bác là cách điều trị bệnh sán khuẩn. Thì khi châu bò mắc bệnh thì các bác là có thể sử dụng một trong các loại thuốc kháng sinh sau để điều trị. Thứ nhất đó là chúng ta tiêm một loại Penstep, liều lượng là 1 kg trên 20 kg thể trọng, Macbovici liều lượng là 1 ml trên 10 kg thể trọng, Vinsmoke liều lượng là 1 ml trên 10 kg thể trọng. Ngoài ra bà con có thể kết hợp với những loại thuốc viêm lép kháng viêm như Ketovet hoặc là Desa Smoke. Thì để điều trị bà con cần sử dụng các những loại thuốc như vitamin C, B để cho bò tăng sức đề kháng và chống lại bệnh sán khuẩn. Thì đó là cách điều trị của bệnh sán khuẩn. Thì với những thông tin tổng hợp về những căn bệnh sán khuẩn ở châu bò thì hy vọng nó giúp bà con các bác là nắm vững được các kiến thức liên quan đến phòng bệnh và chữa trị bệnh kịp thời khi dịch bệnh xảy ra để tránh thiệt hại và gây ra những hiệu quả kinh tế xấu cho đàn gia súc của các bác. Vâng, thì video đến đây kết thúc. Và nếu các bác có nhu cầu về tư vấn về hỗ trợ về kỹ thuật chăn nuôi bò, trâu bò hoặc tư vấn về cách chọn giống châu bò gia súc thì có thể liên hệ qua trang trại của Tùng Farm, chúng tôi sẽ hỗ trợ các bác. Vâng, xin chân thành cảm ơn.